Sáng ngày 14 tháng 6, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 15 thêm 2 tuần, từ 0 giờ ngày 15 tháng 6 cho đến 0 giờ ngày 30 tháng 6. Trước đó tại cuộc họp, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15, kể cả quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12. Theo Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, mầm bệnh vẫn đang âm thầm trong cộng đồng. Việc gỡ bỏ giãn cách sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh có cơ hội lớn để phát tán và lây lan. Thời gian 2 tuần bằng với thời kỳ ủ bệnh. Việc áp dụng giãn cách trong thời gian này sẽ hạn chế lây nhiễm SARS-CoV-2. Sở Y tế đề xuất giãn cách nghiêm túc ở tất cả các lĩnh vực theo đúng chỉ đạo của thành phố. Người dân cần áp dụng nguyên tắc 5K nghiêm chỉnh.